Nhóm Nhật Ánh ở hộ trăm mấy đứa. Dạ. Nhóm Nhật Ánh ở San Jose. Tay lại gì? Nhắn rồi đó chưa? Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em nha. Chiều nay em ghé lại quán bánh xèo nhí nha cả nhà. Ở số 21 đường Đông Bắc quận 12 nha. Hiện tại thì Hà với lại bà nội đang đứng đổ bánh xèo nha cô chú anh chị. Hôm nay mới thấy bà nội vô đứng cái bếp mới nè nha. Đứng rất là vừa luôn đó nha. Bếp này để làm cho mấy bà cháu đứng đổ. Khỏi kê ghế kê gì đứng hết trơn, khỏi chồm nữa. Rồi anh hôm nay chuyển qua bên kia đứng rồi. Nhà này còn thứ ba đây, chuẩn bị thứ ba đi rước em à. Úc điệu. Giao lại chỗ Úc điệu. Giao lại chỗ Úc điệu. Hello Úc Điệu. Úc Điệu bị dính gì nè Úc Điệu. Giao lại cho Úc Điệu rồi. Giao cái vỏ lại cho Úc Điệu. Chào Úc Điệu nha. Hello, chào anh. Dạ. Này không có sức sống vậy. Không có sức sống vậy. Mấy chú dù đất cũng ké luôn, cũng được thơm lây luôn. Đi 4 ngày luôn. Rồi ơi, mừng cho bánh xèo nhí với các bạn. Cảm ơn anh chị em cô dì chú bác nội ngoại gần xa và các em thiếu nhi thân mến. Này ông nội trang bị hai cái quạt để phía trong thổi nha cả nhà. Trong khá là mát. Mấy cái quạt trần ở trên là tắt bớt để hai cái quạt ra nước dưới. Rồi coi gì cũng sáng xíu nha cô chú chị. Chén mẫu ơi, chén sạch. Ủa, cũng chén sạch, bán nó xèo. Để trận nước mắm nữa nha. Hello chị mới. Dạ, chào cô. Chị tên gì vậy? Cô tên gì cô? Hả? Tên Hắc. Này bà nội tìm được một... Con là con kêu cô Hắc. Chú một người phụ việc rồi nha cả nhà. Nay chắc ngày làm đầu tiên quá. À, để chút chú Việt cho hỏi lại với chú Việt bị rối não rồi. Mới đầu là chú Việt nghe chị thì hát. Sao con? Đây chị phụ việc mới nè cả nhà. Che giấu bí mật cho chị hai. Ngày đầu tiên làm còn nhiều bỡ ngỡ, từ từ sẽ quen việc. Thôi chụp chút là. Ok nè. Đây gia kiện cao phủ luôn, khách vô là chạy bàn lấy rau liền nha.
vô phụ có bà cố ở đây, bà cố chỉ việc vài bữa cho quen việc rồi bà cố đi về quê. Vừa tầm tiếp này thấp để vừa tầm. Giờ này giờ đang học đang làm rồi đấy à. Mấy bé đi học về. Đó, quay đi ngoài đường cô chú nhìn xem. Bên kia công viên phần mềm Quang Trung nha cô chú anh chị. Đất bên đây còn rộng quá trời rộng luôn, không có xây cất gì hết. Có nguyên tòa nhà trắng trắng phía trước này đang bỏ hoang nha, không có xây cất gì hết, xây lên phần thô vậy xong rồi để vậy. Ủa Gia Kiệt ra rồi hả? Trời ơi, hello Gia Kiệt. Rồi anh dạo này nói tiếng anh, dạo này nói tiếng Anh không mà thôi. Hello bà Phương ở California. Ai nữa, ai nữa? Hello cô Thu ở Texas. Texas hả? Ờ biết Texas. Yeah. Ai nữa? Ai đâu? Chào tất cả bà con chú. À có biết một cô với một bà bên Mỹ thôi. Đâu? Sao tiếng Anh đâu, nói coi. Chị Hai nói không phải tiếng Anh đâu. What's your name? Đúng không? My name is Iman. Ghê ghê. Đó mới tiếng Anh đúng không? Đó mới là tiếng Anh đúng không? Tiếng nha. Ghê không? Chị Hai nói tiếng Anh cũng không phải là tính chính liền không? Cô phụ này phải coi YouTube biết ở đây không ta, hay là do ba quen biết giới thiệu không biết nữa. Bữa YouTube cũng đăng lên tìm người phụ quán bánh xèo nhí à. Nay đã có người phụ rồi cả nhà, nay với ngày làm đầu tiên á. Đây là phải một tuần lễ mới quen hết việc. Yêu đời mới được tăng ha, dung dân dung dẻ ha. Nghe nói sắp đi chơi gì mà đúng không? Mấy tháng nữa mà? Tháng 8 hả? Trời ơi còn xa quá trời xa. Trời ơi nay mới tháng 2 à, mai qua tháng 3 rồi, còn tới năm hơn 5 tháng nữa chứ. Rồi còn hơn 5 tháng nữa. Chú Phương đúng vậy. Chú Phương tưởng còn nửa tháng nữa hay gì đó. Còn mừng chứ còn lâu lắm. Ủa sắp tới sửa nhà chồng nữa hả mấy hả? Chừng nào sửa? Không biết. Không biết hả? À sơn phết lại phải không? Sắp tới là sơn sửa nhà đóng la phong lại hả? Mà chưa biết khi nào ha. My name Úc Phương. Oh yeah. Ghê chưa, ghê chưa. Gì nữa mấy muốn học thêm câu nữa đi, học có câu à, ngày học câu, ngày học câu, mai học thêm câu nữa nha, câu quách cho anh em bữa học rồi. Giờ hỏi tên nè, giờ hỏi tuổi nè, giờ hỏi bạn có khỏe không, hỏi trưa ăn cơm, hỏi trưa ăn gì. Con ngày học câu là con ok luôn, mốt con nói tiếng Anh là good luôn. Coi Gia Kiệt viên rồi cả nhà. Con à. À nay có chị nước mía qua phụ nữa nè.
mới nghe là có Mạnh Thường Quân tài trợ 100 ly nước mía ngày rằm hàng tháng luôn nè cả nhà. Nhưng mà đây đợi tới rằm hơi lâu ha, nay còn có khoảng 20 ngày nó mới tới rằm, tại vì hôm bữa tuần rồi mới làm phát bánh xèo chay à. Chưa có quen việc đâu, phải làm vài bữa mà mới quen việc. Nói chung là công việc cũng không có nhiều ở nhà, làm lắc nhắc nhiều cái công đoạn thôi, công việc nhiều công đoạn thôi chứ không có nặng lắm. Giữ tiền bắt ông rồi giữ dành tiền nha, giống người Mỹ luôn rồi đó, Mỹ to. Chúc mấy bà chào lại hai anh ở Mỹ Tho. Mấy cháu nghe chị bánh xèo thấy thoải mái năng lượng rồi tràn đầy. Bữa trưa hay nắng lắm, vâng vâng nóng lắm. Bữa tối có đem quạt vô trong bạn không? Đem vô trong phòng quạt cho nó mát thôi. Nghe đem hai quạt vô quạt cho phòng phòng nó bay luôn á. Quạt là để vậy luôn ha, để cố định vậy luôn ha, vị trí luôn ha. Chà, anh trước này mà bung ra làm cũng phải 4-5 ngày á. Cho 4 thợ vô chà tường, sơn tường, con chuyển hai cái bánh lại còn đó theo cái. Hai cái bánh gì đó. Rồi bà nội vào quán lại cho ba chị em rồi. Giờ này khách người ta đang trên đường đi làm về. Quê ốc điệu tiếu tiếu. Đâu lấy ăn nhiều yêu ơi, ăn nhiều yêu ơi. Đâu bánh nào khác? Chưa. Chị hai chuyên nghiệp lắm à. Hai ăn mấy hũ rồi. Sao né được? Giờ là hết né rồi con à. Né vô cây cầu bí. Chú ăn thêm gì kìa? Chú kêu rồi con gái. Cho anh đây. Ở nhà đây Tâm Anh sợ ai nhất? Dạ chứ mình ông nội thôi. Sợ mình ông nội thôi hả? Không sợ bà nội hả? Không. Rồi. Con sợ ai nhất? Con thì không sợ ai hết. Quý quá trời. Nhiều khi ông nội còn sợ con nữa. Dạ. À, chắc cũng hàng 60 luôn ta. Cô đó cũng năm mấy tuổi rồi đó. Ở đâu? Không biết có làm nổi không đây, nói thiệt á, thấy cũng hơi lớn tuổi không biết làm nổi không á. Phải này phải có sức khỏe làm mới nổi. Làm mà từ trưa từ chiều cho tới tối luôn, đi tới đi lui là cũng mệt lắm á nha cả nhà. Phải đơn giản đâu á. Mình đứng mình quay có 1 tiếng mấy 2 tiếng mà mình còn mệt rồi chứ trời. Bữa chú Việt ứng tiện xin làm mà không ai nhận nha. Đúng rồi. Nhận là được rồi. Báo. Em lo chú Việt báo quá. Đúng chị hai ăn kìa ốc đều. Dạ. Bà cố về hả? Bà cố lên được ngày để bộ xong mà có người mà nội bà cố về liền. Bà cố còn mà. Ủa giờ về luôn hả? Wow. Tại vì bà cố dưới buôn bán mà do hôm trước là thiếu người nên là bà cố cấp tốc lên thôi. Tưởng chỉ cho chị này quen việc rồi bà cố mới về chứ bà cố về liền. tiếp tục một ngày có một bài mới có hai câu hả mới chế được gì đó là không bạn nó có đó đâu chế đâu
Ủa vậy hả? Ừ, bản đó rap á. Tại không thuộc hết bài. À, bà cố sửa soạn đồ xong rồi kìa, đang ăn cơm rồi. Về quê luôn, giờ này về dưới là 7-8 giờ. Nãy lúc em đang nhà trên đây là còn nắng lắm, mới vừa lên tới đây là mát liền á. Nắng mà ở không được luôn á, nóng á. Nóng đi luôn. Mày nói chuyện đi chứ tao đâu đi được. Thấy công đoạn mà thả tôm vô là mình thấy né xa xa ra cả nhà. Rồi coi Gia Kiệt lấy bánh nè. Chưa mở, chưa mở. Không điệu, không điệu. Bây giờ con ngủ rồi. Tại thấy không có đi quá làng, quá sớm nữa, nghỉ cho cũng sớm. Ở đây ba đứa này ngủ sớm cho cũng phải 11 giờ mấy. Đúng không? Thì đó, ý là tối ngủ trễ nha. 7 giờ làm gì? Vậy làm gì mà 7 giờ? Chú nghe nói là con ngủ tới 11 giờ trưa con mới dậy không à, mà con nói con dậy sớm. Nè, Gia Kiệt tính chính coi Trâm Anh sáng nay dậy mấy giờ? Sáng này ngủ mấy giờ dậy? 2 giờ trưa mới dậy kìa. Vậy mà nói 7 giờ dậy dọn dẹp. Dọn dẹp trong chiếc bao á, nằm trên bao đi dọn dẹp thôi. Chứ thật sự là còn đang ngấy mà. Bởi vì có biệt hiệu Trăm Né mà sao tin được Trăm Né. Ủa vậy hả? Ờ, chạy đi. Đúng không? Vô khách. Ai dọn? Trăm Anh. Ồ. Ôi mày ghê, 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 trời ơi. Được mấy ngày? Một ngày bữa đi hết rồi. Mới bữa nay thôi hả? Chuẩn bị đi đâu mà sáng sớm thức dậy trà dép tôi rồi. Nãy giờ nghi que nó quan cho Trâm Anh nè. Bạn nói hả? Bạn mới đâu? Bạn mới của con ở đâu? Quả báo nhãn lòng. Ủa qua đó đứng bán nước mía hả? Qua đứng bán nước mía luôn. Qua bán nước mía luôn. Trời ơi, con nước mía qua đây phụ rồi, con qua đó bán nước mía đúng rồi. Đổi chỗ, đổi chỗ. Qua đây phụ. Sao hôm nay con phải làm gì? Có rửa chén không? Mới nghe cái từ rửa chén nè, có rửa chén không? Sao chị Hai với lại anh Gia Kiệt không làm mà con làm vậy? Hả? Trâm Anh. Này tới ngày con làm hả? Tối mấy giờ ngủ mà sáng 7 giờ dậy sớm vậy? Thiếu ngủ. Ở nhà nóng quá không có quạt á, không có mát cái ngủ không được. Chưa đâu, chú Việt tranh thủ ngủ được, tranh thủ ngủ đi. Nãy đi quên mang cái ba lô lên, tặng ở ghé tới tối về. Ghé mấy bạn mới. Ok rồi, xanh em bé rồi, không có ngủ. Ủa sao nãy 7 giờ giờ đổi xuống 4 giờ rồi, giờ chút. Tiếp đây, tiếp đây, 4 giờ làm gì? Thôi để cho anh nói nè, 4 giờ dậy xong làm gì? Đâu dậy xong mà hỏi gì chụp mình ngủ tiếp. Ken. Ken sao? Ken mấy mèo á. Ken mấy mèo 4 giờ. Bị anh ba bắt khó được rồi. Ken. Mấy mèo nằm kế bên bé. Mấy mèo nằm kế bên con, nằm dưới đất mà. Rồi sao nữa? Mấy mèo lăn qua con. Rồi sao nữa? Ồ, đẹp quá kìa ơi. Thôi cái này không nói rồi đâu.
nói đại đi, có gì đâu, không nói được đâu. Năm giờ không dám nói chú Diệp biết làm gì rồi. Đi toilet đúng không? Mắc cỡ rồi. Đi toilet mà mắc cỡ gì trời, chừng nào đấy dầm rồi mới mắc cỡ trời. Xong chưa, xong câu chuyện sáng nay chưa? 7 giờ dậy là biết làm gì rồi, mà nãy nó 4 giờ dậy là chưa biết làm gì nè. Con bé này thật là đáo để. Nãy giờ tao đang trông chờ câu chuyện mà vậy á. Dở rồi, 5 giờ mở mắt ra. À. Thấy câu chuyện không phải thấy câu chuyện hơi lãng mạn. Thôi còn lãng xẹt. Đầu tiên nghe lãng mạn, cuối cùng nghe lãng xẹt luôn. 5 giờ, 7 giờ là kêu những mẹ học rồi. Nó không có dậy mấy giờ đó. Con đưa hai em đi học hay sao? Kêu những mẹ quậy quá. Không ngủ tiếp lên, lên 6 giờ xong con. Giờ con chạy. Là con có ngủ tiếp nữa không? Không. Cứ vậy là giặt đồ được luôn á hả? Tao biết giặt đồ đâu. 7 giờ về lại làm chuyện đúng không? Không biết giặt nhưng mà tao biết phơi đồ được rồi. Không. Không luôn. Cho con xèo ăn về kìa. Tính ra ăn có hũ đó chút xíu nãy giờ chưa xong luôn đó thiệt á. Nửa tiếng hồ rồi. Để anh Kiệt ra tay. Ôi, Kiệt hôm nay chiên ba chảo luôn thôi, quên, nó giờ không để ý. Ghê ghê, chị hai phải dạt qua bên đây luôn rồi. Này. Này Kiệt đứng chiên ba chảo luôn nha cả nhà. Cảm ơn, cũng lên hai chảo luôn rồi. Đúng rồi. Để có chị ba, chị ổ lộn chị hai là chưa lên bốn chảo rồi. Chị hai coi bộ sụt lùi rồi đó. Hãy con lên con viên hai chảo, anh Kiệt viên ba chảo, viên hai vô trong nằm hai lần xíu chắc con nằm được. Mình ăn lẹ đi để mình phụ nè, chứ mình cầm mình nặng nặng hoài. Dạ. Có địa điểm nào để chạy chưa? Ở đâu? Chạy qua Cali hay chạy qua Texas? Cảm ơn mà nó kia rồi. Con cái này nó bung rồi nè chị. Này chiên không có bị dính dảo ha. Hả? Trời, mấy mèo về kìa. Nhưng mà chưa được không? Ôi mèo về. Sao kia mặt con heo vậy? Hôm nay bị tụi yêu giận rồi phải không? Nó hở chịu diện nói cho tay cháu quăng cái là nó nặng cho chịu diện luôn á. Nếu mà chê là bạn học của nghe xấu là nghe thúi chịu. Ồ, cái này con Kiệt nghe tính cho Kiệt nha. Thì hôm qua Kiệt qua nhớ cái đó. Ồ, Kiệt vô. Trâm Anh, Kiệt đi ra rồi, Trâm Anh vô. Đó, chị hai đổ qua bên đây. Ghê ghê ghê. Dạo này có bộ Úc Úc Điệu khoái chiên bánh xèo ta. Đúng không? Cái này chiên năng tổ chức. Đúng rồi, đại bạn mới nha. Ghê ta. Dạ. Dạo này Úc Điệu thích chiên bánh xèo rồi. Đó, đúng né rồi nha, tới Úc Điệu ra tay nha. Đó, ghê. Ông cái này của anh ba chưa tính. Ôi, khẩu chị hai chưa tính. Đúng rồi, cái này của con. Cháu chị hai. Không tính nặng, ông không tính nặng. Đúng rồi, cái này là của anh ba, cái đó của chị hai. Úc Điệu chưa đổ được cái nào nha các bạn. Úc Điệu có công lấy bánh ra.
trên. Dạ, nay giờ này về á bà cô. Ủa, cố chờ gì? Bà cố gì khỏe nha bà cố. Dạ. Mai là gì khỏe. Ok. Đây, Út Thiệu đổ nha. Đi coi chừng trơn nha, đi coi chừng trơn nha. Đi qua đi. Rồi đi mua đồ, đi mua đồ. Đi đụng bạn cũng biết luôn. Xe xe. What's your name? What's your name? What's your name? Gặp ai cũng có câu quách cho anh em, quách cho anh em ở nhà mới học câu quách cho anh em. Được rồi, giá dữ vậy, được rồi đó. Út Điệu ra tay cái đầu tiên. Này của chị hai. Sao đi lũi vô cái xài xài thôi. Cái đằng đó có cái siêu thị mini. Điều với Kiệt chiên bánh xèo chậm lửa đít thôi nha cả nhà. Chiên từ từ. Cô hãy chiên buổi tối rồi, nè cô chiên buổi tối đi. Hãy chiên buổi tối hả? Quay á. Nay sao chiên buổi chiều đột xuất cho chú quay không? Con là con ít xuất hiện trên kênh của chú nhất á. Trời ơi, không cái này của chị hai, cái bên đây của Út Điệu nè. Lấn chiếm địa bàn qua quán nước mía luôn. Rồi, Út Điệu đổ cái thứ hai. Tự nhiên chú nhận quay qua quay con trốn mất tiêu rồi. Trốn rồi, trốn rồi, trốn. Chùm lửa, chùm lửa. Chưa chưa, lửa nhỏ mà, từ 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 từ. Không còn gấp, không còn gấp. Chưa có đông khách lắm nên không còn gấp. Bắt xèo đi tôi. Bắt xèo đi. Bắt xèo đi. Đây là nhỏ con nhất nhà cả nhà. Mà lanh nhất nhà nè, lanh nhất nhà. Một lần hại quá ha, lắc dữ ha. Lắc vậy đó, một nồi đổi ba cái ông táo rồi đó. Người ta lắc cái giá không được thì người ta lắc cái chảo. Cố về luôn. Bà cố gì quê. Dạ. Ghê ghê chuyên nghiệp chưa? Cái đầu tiên nha cả nhà. Thôi cũng có được lắm đó nha. Thấy không? Coi vậy chứ chiên được có 4-5 cái là bắt đầu đi à. Có đứng lâu được như chị hai đâu. Không mà tối về khỏe nha. Xe từ từ. Báo không mà báo không thiệt á. Bà cố chưa về tới dưới quay lên nha.
Hai chị em báo không là thiệt hết chứ. Đó nè, cái này lâu chơi nè. Chị này bà nội cầu cứu bà cố, chắc bà cố cũng không lên, mệt quá rồi thiệt. Bà cố nói trên này mấy đứa tự xử rồi. Ghê chưa, đẹp chưa, ốc điệu đổ cái đầu tiên đẹp chưa. Thôi từ đầu không nói vậy đâu, người ta đổ không có nói vậy. Bấm xèo đi. Xèo đi. Vừa đổ vừa hú luôn rồi. Đó đó, hai chiếc xe ông ta nó quay lại chắc ăn bánh xèo đó. Đều đổ nhăn mặt luôn à. Vậy là không có ăn bánh xèo rồi. Bánh xèo nè. Quay tội nghiệp cái chảo luôn. Lê rai đây rai. Nó giòn nè con. Cái thứ hai cút điệu nha. Ghê ghê ghê, mặn ngầu mặn ngầu. Cút điệu đổ bánh xèo cho mặt con ngầu vậy. Bởi vậy mặt hình sự quá. Đổ cái bánh xèo và tâm trạng của mặt ngầu quá ngầu nè. Cười lên coi. Hello. Cười gượng, cười gượng, cười gượng. Hồi nãy tự nguyện vô đổ đâu có ai ép buộc đâu mà sao kỳ ta. Bánh xèo ngầu ngon á. Lâu lâu nó chỉ đen đen còn hai cái thôi. Chính chưa? Chưa chính đúng không? Sợ ông nội lắm coi vậy chứ. Ủa sao bà cố đi bộ lại rồi? Bánh xèo luôn bà cố ơi. À bà cố lại mua bánh xèo. Không, nãy cầm. Hồi nãy cầm điện thoại rồi. Khách vô, khách vô. Lần nào bà cố đi về cũng quên đổ ta. Rồi giờ lại chia tay thêm chập nữa hả? Trời ơi ốc điệu. Trời ơi ốc điệu. Ghê ghê ghê, good good good. Hồi trước bà có quên điện thoại nhớ không? Ôi nhăn mặt chứ hả? Lấy cái dĩa vô. Lấy dĩa vô để nó rớt. Nhăn mặt ra, nhăn mặt, khói khói vô mặt, nhăn mặt. Trời ơi chín là dầu chứ nữa. Đụm lửa có lửa không? Tan không à. Thơm quá. Trời con đều lấy cái bánh này lên sao nha. Lấy dĩa vô. Đúng rồi, hứng để rớt cái bánh. Đúng rồi, đưa cái dĩa vô hứng. Đúng rồi, xuất sắc. Buffet hả? Ồ, nay tiếng Anh luôn ta, dữ ta. Dữ dữ. Hai chị em dạo này lên tay rồi, tới tiếng Anh như gió luôn. Chữ có chữ không.